Tôi mong muốn Bộ trưởng trả lời theo dự báo thì đến lúc nào mạng xã hội trong nước đủ mạnh để thay thế được mạng xã hội nước ngoài? Còn lâu lắm bà ơi. Đến cái lúc nào mà Việt Nam có tự do đa đảng Tây, tôi trả lời thế dùm cho Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng luôn nè. Đến cái lúc nào Việt Nam tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người khác, tức là cán bộ của Việt Nam, lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phải chịu đả kích giống như người ta chửi ông Trump vậy đó. Đến cái lúc mà Việt Nam có thể ngồi ở nhà nói cái đầu ông Nguyễn Phú Trọng, ok, đến cái lúc mà người ta có thể làm cái hình nộm của ông Nguyễn Phú Trọng á, người ta lấy cái búa người ta gõ cấp cấp, thì đến cái lúc đó thì mới đủ, mới được. Chứ còn đến bây giờ mới vừa nói có mấy chữ mà thôi, là ai, là ai, thế là ai, tại sao dám gọi cán bộ bằng mày? Chứ mày là cái gì? Mày là đầy tớ, đâu kêu mày bằng mày chứ, đâu kêu mày là cái gì? Chứ mày nghĩ mày là củ cải gì? Mày, nó nhỏ hơn ta, nó đi vô, nó vô cướp đất người ta, bà già kêu nó mày đi ra khỏi tao, rồi gọi ai bằng mày đấy mẹ, chứ mày là cái gì? Đến lúc nào phải thay thế dần mạng xã hội nước ngoài. Nên nhớ một điều nè, người Việt Nam đi vô chửi ông Trump được, ok, người Việt Nam từ Việt Nam chạy vô trong cái Facebook của ông Trump chửi ông Trump được, rồi thậm chí có nhiều người ở bên nước khác chạy vô chửi ông Trump luôn, rồi thậm chí là người dân Mỹ chửi ông Trump luôn. Đến cái lúc nào mà mạng xã hội của Việt Nam á, mà người ta vô á, ông Nguyễn Phú Trọng lập cái trang Facebook ra xong rồi để nguyên vậy đó, dân chúng muốn nói gì nói, không kiểm duyệt, không bắt bớ, lúc đó mới đủ mạnh. Dễ ợp, muốn hỏi nó hỏi Cô Ma Huy trả lời cho, hỏi là có phần đáp số liền, vậy mà cũng hỏi nữa. Làm thế nào để cạnh tranh? Cạnh tranh sao được, mẹ, một bên là tự do, một bên là độc tài, sao anh cạnh tranh được? Mẹ, Tập Cận Bình nó còn chưa làm được nữa, mẹ, Trung Cộng mạnh cỡ đó, nền kinh tế đứng thứ hai thế giới còn chưa làm được nữa, Trung Cộng chỉ có việc cúp thôi à, Trung Cộng làm không nổi, mẹ, dân nó đông quá, 1 tỷ mấy dân làm không nổi, cắt mẹ nó luôn, cắt luôn dân mày, khỏi xài Facebook, khỏi xài gì, nó lập ra được cái mạng du côn, mạng Trung Cộng nó đủ sức để làm mạng du côn. Việt Nam làm được mạng gì? Sao xài, xài xong chưa gì hết, đòi lấy dữ liệu người dùng, rồi đòi khai báo địa chỉ, khai tùm lum tà la, mẹ, khai có mà phải khai xong rồi còn không ổn nữa, khai xong rồi còn đòi kiểm soát dữ liệu, còn bắt mấy cái công ty nó cung cấp, nó dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam. Không có hiểu cái gì về tự do, không có hiểu gì về internet, không hiểu gì về cái gì lưu trữ đám mây. Cái thời buổi này ai mà đi lưu trữ đám mây đồ để đem về Việt Nam, đâu có. Bây giờ quý vị có biết á, cái thằng Facebook á, cái server của nó đâu có nằm ở bên Mỹ đâu. Thằng Facebook nó có 2-3 cái chỗ lận, cái server, cái nơi mà lưu trữ của nó nằm tuốt ở bên băng đảo ở bển á, bên Ireland ở bển á. Tại vì ở bên đó thời tiết lạnh, nó mới lấy cái hơi lạnh nó đưa vô để giải nhiệt cái dàn máy của nó. Nó lưu trữ cả cái hệ thống bao nhiêu tỷ người dùng ở trong á, rồi nó chỉ có cái đường truyền nó mới đi ra khắp thế giới tất cả mọi thứ truy cập. Thằng Google cũng vậy, đâu phải nó nằm ở nước Mỹ đâu. Ngày nó nằm tùm lum ở nơi trên thế giới, nó gọi là global server. Không có hiểu mẹ gì đó, nhưng mà cái này cái kiểu cái gì không? Bắt đem về Việt Nam để có chuyện gì an ninh vào đây, cơ quan an ninh nha, cho kiểm soát. Mày không có, ở bên Mỹ hả, mày ngon mày vô đi, tao bắn mày không lòe giò nữa thôi, lương mày có giấy tờ, mày đòi vô công ty của tao. Đâu có phải, ở những cái quốc gia tự do đâu phải anh muốn mặc đồ công an, anh muốn cảnh sát, anh muốn ập vô nhà người ta, anh ập vô đâu có. Anh muốn làm gì anh phải có giấy tờ, tội gì, tại sao phải vô. Đoạn này kêu ảnh ngồi anh nghỉ phải không, mấy ảnh ngồi mấy anh nghỉ. Đúng rồi, dịch chuyển cái đám mây điện toán về Việt Nam, tức là bắt người ta phải đem mẹ cái mấy cái hệ thống lưu trữ á, đem mấy cái ổ cứng á, cái hiểu của mấy ảnh là vậy á, đem về Việt Nam. Cái đến cái lúc mà an ninh vô đây tới là Bộ Công an yêu cầu được kiểm tra, cái vô chĩa súng, cái mở ra, cái muốn lấy gì lấy, làm gì có không nổi. Mẹ, thằng Apple đây mẹ cỡ như FBI mà đòi, mẹ bắt thằng khủng bố mà kêu nó mở khóa, nó không muốn mở là không được, không mở mà. FBI tốn cả 1 triệu bạc. Cái sứ tự do người ta bảo vệ ngôn luận như vậy, gặp gì năm ôi sao lại tiếp tay cho bọn khủng bố, không chịu mở cái mật khẩu cho cán bộ. Còn ở Việt Nam, quý vị biết an ninh mạng Việt Nam làm gì không? Chĩa súng không à. Phản động nè, mở iPhone ra, mở ngay.